Chào các bác. Có bác nào mà thích nghe loa toàn giải không ạ? Vâng, có bác nào thích nghe loa toàn giải thì alo cho em nhá. Để lấy ngay con này qua này về. Đấy, các bác đừng tưởng nó nhỏ mà không hay nhá. Nhỏ nhưng hát cực hay luôn, tiếng cực tuyệt vời luôn nha các bác nhá. Đấy, nó là loa toàn giải luôn các bác nhá. Thương hiệu của Ai Qua. Con này thì công suất không thể ghi nhưng mà thấy ghi trở kháng là 4 ohm các bác. Công suất không ghi nhưng mà ghi trở kháng. Đấy, nhưng mà với những loa toàn giải này công suất thì nó cũng chỉ tầm khoảng 20 40 gì đấy các bác. Nó khoảng vậy thôi. Đấy. Cặp toàn giải của Ai Qua. Về kích thước thì em sẽ đo cho các bác nhá, xong rồi tí em sẽ mở cho các bác ra nha. Con này thì cái căng này không cậy được mà nó phải mở bên trong. Đấy thì tí em sẽ mở cho các bác xem. Đấy. Đây. Con này thì đường kính nhá. À quên, xin lỗi, là cái vỏ loa này rộng là 13 này. Rộng 13, sâu là 20, sâu 20. Rộng 13, sâu 20 và cao là 26. Đấy, chiều cao là 26 các bác nhá. Rồi thì bây giờ em sẽ lấy cái tô vít, em sẽ mở phía sau này ra. Đây, toàn giải mà. Con này nó phải mở bốn cái lốc này ra. Sau đó thì mình mới mở được cái lắp này ra. Đấy, thì bây giờ em sẽ mở xong để các bác xem luôn cái toàn giải bên trong nhá. Đây các bác nhá, đấy, sau gọi là gần 30 phút em mới xoáy ra được. Bởi vì là con này ốc để nó dài quá các bạn, đây này. Cái ốc của nó sâu lắm, mà nó kiểu lần đầu xoáy các bác. Thế là nó vẫn còn rất là chặt. Đấy, xoáy không khéo thì nó bị gãy chân nên là phải hết sức nhẹ nhàng. Đây các bác nhá. Trong này thêm thấy ghi này, Ai Qua này. Đấy, trở kháng là 4 ohm này. Công suất là 8W này, đó. Ở đây thì là gân thì gân bằng bằng vải nhá. Đấy, gân bằng vải này. Đấy, gân bằng vải đàng hoàng luôn. Đó, hàng nó lần đầu tiên tháo các bạn, thế nên là nó sẽ hơi bị chặt. Nên là xoáy nó cũng khá là lâu. Đấy, có xem video thì nó liền mạch vậy thôi, chứ còn em ngồi em phải dừng tạm video một chút để em xoáy, mất gần nửa tiếng đồng hồ. Đấy, thì là vừa rồi là em cũng tháo để có xem đây. Đấy, toàn giải này nhá. Đó. Đấy, thì giá của cặp này thì để có bác giá là 390.000 nhá. Thôi, con này nó mất một cái logo thì để có bác 350 nhá. Đây này, nó có cái logo nha nhưng mà mất cái rồi, cho để có bác 350. Đấy. Thì bác nào mà chốt cặp toàn giải này thì alo cho em. Số điện thoại đặt hàng thì alo cho em qua số 0966 594 581 hoặc số 0979 891 682 các bác nhá. Đấy, toàn giải nhưng nghe rất phê, rất là hay luôn. Bác nào mà hay nghe toàn giải thì lấy cặp này về mà nghe rất là sướng nhá, hàng nội địa của Nhật luôn đấy các bác nhá. Vâng. Xin chào các bác.